Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay thứ tư ngày 20 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tăng trưởng bình quân ở mức từ 8 đến 10% một năm, tuy nhiên vẫn đối mặt với không ít thách thức trong năm 2024. Các đơn vị ngành than chủ động bảo vệ an toàn sản xuất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo là một trong những ưu tiên của tỉnh Quảng Ninh và đây cũng là một trong những trụ cột chính trong nền kinh tế. Các mục tiêu tốc độ tăng trưởng thu hút vốn đầu tư số lao động vượt mục tiêu đề ra. Đây được coi là động lực quan trọng để Quảng Ninh đặt niềm tin cho tăng trưởng kinh tế năm 2024. Là đơn vị sản xuất sợi polyester, cốt tông, ni lông, trong năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long tại khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái đã sản xuất đạt 125.000 tấn sợi thành phẩm. Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty tiếp tục đi vào sản xuất ổn định, trung bình đạt khoảng 10,4 tấn một tháng. Trong năm 2024, công ty sẽ đặt mục tiêu sản xuất tăng từ 5 đến 10% so với năm 2023. Lựa chọn đầu tư tại khu công nghiệp Hải Yên, công ty đã luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ rất nhiệt tình về mọi mặt từ phía tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái. Khi công ty gặp khó khăn đều được nhanh chóng hỗ trợ tháo gỡ giải quyết. Đây là cơ sở tạo niềm tin cho chúng tôi tiếp tục phát triển dài hạn. Trong năm 2024 để phù hợp với thị trường sản xuất và khách hàng, công ty đã thực hiện thay đổi về máy móc, bố cục sản phẩm. Những thị trường trước đây tập đoàn hay công ty chưa khai thác tới, trong năm nay chúng tôi sẽ đẩy mạnh khai thác để tạo được sự hài lòng, mở rộng về đơn hàng sản xuất. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.098 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Riêng trong 2 tháng đầu năm, chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh tiếp tục đạt đột phá ấn tượng với mức tăng 39,34% so với cùng kỳ. Trong đó, Quảng Ninh đã thu hút được 8 dự án FDI vào các khu công nghiệp với 7 trên 8 dự án thuộc ngành nghề công nghiệp chế biến, chế tạo. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 500 triệu USD, đứng thứ 2 và chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư cả nước. Với các giải pháp được triển khai thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, thực chất, cùng sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 3 năm qua đạt 19,68% và cao hơn so với mức bình quân đã đề ra theo nghị quyết số 01 là 17% một năm. Trong năm 2022 vừa qua, dưới sự giúp đỡ hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đã mở rộng được thêm một xưởng sản xuất áo lông vũ tại khu công nghiệp Texhong Hải Hà và hiện tại xưởng đang hoạt động rất tốt, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra của công ty. Trong năm 2023 vừa qua, công ty đã đạt trên 11 triệu sản phẩm quần áo. Năm 2024, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ tăng sản lượng sản xuất thêm 10% so với 2023. Tôi làm việc ở đây đã được 2 năm và tôi thấy môi trường làm việc ở đây khô thoáng và sạch sẽ và mức lương đảm bảo và ổn định. Đây là điều kiện để chúng tôi tiếp tục làm việc và gắn bó với công ty. Giai đoạn 2023-2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu tập trung thu hút vốn đầu tư đạt trên 2 tỷ USD một năm, tạo ra từ 20.000 chỗ làm việc mới một năm trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Tốc độ tăng trưởng ngành hàng năm đạt từ 20% trở lên. Tiếp tục triển khai các cái nhiệm vụ theo đúng định hướng nghị quyết số 01. Đồng thời thì triển khai các nhiệm vụ của chủ đề công tác năm thì Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để tạo cơ sở để thu hút đầu tư. Thứ hai thì triển khai có hiệu quả các cái chương trình việc làm của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, thế và đồng thời nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, thế và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển chính quyền số, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số về kinh tế số
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn đầu tư và đặt trụ sở tại Quảng Ninh. Những kết quả phát triển đột phá của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả phát triển chung của tỉnh, là yếu tố giữ vai trò rất quan trọng để Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng hai con số. Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, tái cơ cấu nền kinh tế theo đúng định hướng được đặt ra tại nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Logistics Việt Nam có sự tăng trưởng khá ổn định thời gian qua, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn hiện nay ở mức từ 8 đến 10%. Đây cũng là tốc độ phát triển được các chuyên gia đánh giá là khá cao so với các ngành khác. Tuy nhiên, trước tác động của tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu, các chuyên gia nhận định năm 2024, ngành logistics tiếp tục đứng trước không ít thách thức, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa. Năm 2024, ngành logistics toàn cầu nói chung đối diện với nhiều vấn đề khó lường, những bức tranh kinh tế ảm đạm ở nhiều khu vực, những vấn đề liên quan đến địa chính trị cũng như những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực hàng hải tại một số khu vực vùng biển đang đặt ra nhiều thách thức. Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy điểm dừng của cái việc mà gia tăng cho cái cước vận chuyển do vì những cái vấn đề như là tắc nghẽn của kênh đào gây ra. Đó, và như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cho một cái tình huống cũng khá là khó khăn trong thời gian tới. Cơ hội phát triển logistics Việt Nam đến từ sự gia tăng, ổn định xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng như sự tăng trưởng của thị trường nội địa. Logistics cho xuất nhập khẩu, logistics cho nội thương, logistics cho thương mại điện tử đang phát triển nhanh và bền vững. Trong bức tranh chung khá khó khăn của ngành logistics thì logistics Việt Nam vẫn có những gam màu sáng. Ở góc độ của chúng ta thì chúng ta vẫn nhìn nhận được là kinh tế của chúng ta sẽ có sự tăng trưởng cũng khá ổn định. Gần đây thì các tổ chức thế giới cũng đánh giá là Việt Nam sẽ có độ tăng trưởng về GDP là khoảng độ 6%, đúng không? Thế thì và chúng ta cũng thấy rằng là ngành dịch vụ logistics Việt Nam nói chung hay là cũng có sự phát triển rất là tốt về chất lượng cũng như là về số lượng. Về góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đang xây dựng nên cái chiến lược phát triển logistics Việt Nam và sắp tới sẽ được phê chuẩn khá là sớm. Trong bối cảnh cả thuận lợi và thách thức đan xen của năm 2024, các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần cố gắng phát huy nội lực, đặc biệt tận dụng cơ hội đến từ các thị trường mới, các hiệp định thương mại tự do để mở rộng phát triển thị trường, bù đắp vào sự sụt giảm các thị trường chính, thị trường truyền thống, và đặc biệt quan tâm sâu hơn đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực để củng cố tiềm lực bền vững. Là đơn vị có lưu lượng nước chảy vào mỏ luôn ở mức cao nhất trong các đơn vị khai thác than hầm lò, nên công tác phòng chống mưa bão luôn được công ty than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Cùng với việc rà soát củng cố các thiết bị bơm, trạm điện, công ty đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão sắp tới. Công ty than Thống Nhất là đơn vị khai thác than hầm lò, có khu vực khai thác giáp danh với khai trường Lộ Thiên của công ty Khe Sim và công ty cổ phần than Đèo Nai. Bởi vậy, lưu lượng nước thẩm thấu và nội sinh của mỏ duy trì bình quân khoảng 1.200 m khối trên giờ. Riêng những tháng cao điểm mùa mưa có thể lên tới 2.000 m khối trên giờ. Để giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão tới sản xuất, ngay từ đầu năm, công ty đã tổ chức rà soát, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ 18 máy bơm tại hai mức âm 35 và mức âm 140, nơi đặt 4 hầm bơm của công ty, đồng thời luôn sẵn sàng thiết bị dự phòng để nâng cao hệ số dự phòng cho các hầm bơm. Ban lãnh đạo công ty với phân xưởng cũng rất quan tâm vì ngay từ đầu năm là chúng tôi đã bổ sung 3 hệ thống bơm mới MD720 ở dưới mức hầm bơm 140 để đảm bảo lưu lượng thoát nước cho mỏ. Và đặc biệt là chúng tôi cũng củng cố và gia cố lại các cái hệ thống phai điều tiết nước, các cửa kín chống ngập. Sắp tới đây thì sẽ có một phương án là chúng tôi thay bổ sung một số cái hệ thống đường ống từ 140 lên 35 để thay bổ sung để tăng cái lưu lượng thoát nước trong mỏ. Cùng với việc duy trì hệ thống hầm bơm, công ty Than Thống Nhất cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp các tuyến cống thoát nước tự chảy trong các đường lò thoát nước chính, bảo dưỡng các thiết bị cung cấp điện, đặc biệt là các máy phát điện dự phòng, đẩy nhanh hoàn thành việc nạo vét các tuyến suối ngoài mặt bằng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công ty Khe Sim và công ty cổ phần Than Đèo Nai kiểm tra mặt bằng địa hình khu vực giáp danh, kịp thời có phương án khơi thông dòng chảy, hạn chế thấp nhất nước thẩm thấu vào trong các đường lò. Đối với các phân xưởng thì công ty đã có kế hoạch giao rất là cụ thể và chi tiết
xuống dưới các đơn vị. Đối với các đồng chí quản đốc là trực tiếp chỉ huy trong công tác phòng chống mưa bão đối với tiểu ban ở trong phân xưởng và trong công trường phân xưởng khai thác, và các công trình sẽ phải xong trước ngày 15 tháng 4. Năm 2024, công ty Than Thống Nhất phấn đấu sản xuất 2 triệu tấn than. Việc chủ động trong triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão với phương châm 3 trước, 4 tại chỗ sẽ giúp công ty duy trì ổn định sản xuất cũng như không gây ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhiều trường học ở tỉnh Quảng Ninh đã đưa các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian vào chương trình giáo dục và sinh hoạt ngoại khóa. Các hoạt động này được học sinh tích cực hưởng ứng. Huyện Đầm Hà, một trong những địa phương của tỉnh còn lưu giữ được di sản hát nhà tơ, hát múa cửa đình, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2015. Trước nguy cơ di sản bị mai một, đầu tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Đầm Hà, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp cùng trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Đầm Hà triển khai lớp truyền dạy ngoại khóa hàng tuần. Các em được tìm hiểu về ý nghĩa của di sản, cách hát một bài hát nhà tơ hay những động tác múa phục vụ trong hoạt động tế lễ. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn đan xen. Và để duy trì hoạt động của hai câu lạc bộ này, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí. Nhà tơ này nó quá nhiều thể loại, nó khó lắm, nhưng mà các cháu bây giờ còn non còn trẻ, cô truyền đạt lại cho các cháu mà các cháu theo được cái nhà tơ này là cô rất là vui vẻ và phấn khởi. Mong rằng các cháu cố gắng giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình này, cố gắng giữ gìn lại cái nhà tơ này để sau này không bao giờ bị mai một đi. Cháu rất là tự hào vì huyện Đầm Hà mình lại có một cái di sản văn hóa hát nhà tơ. Cháu muốn học và chia sẻ với, để góp phần chia sẻ với mọi người về cái văn hóa hát nhà tơ cửa đình ạ. Trong năm 2024, đoàn xã Đầm Hà của chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cái việc duy trì cũng như là phát huy cái giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương. Cùng với đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng cái câu lạc bộ hát nhà tơ trong trường học, đặc biệt là việc kết nạp thêm các em học sinh mới vào câu lạc bộ. Từ nhiều năm nay, Bình Liêu là địa phương tiêu biểu triển khai mạnh mẽ việc giáo dục di sản phi vật thể trong nhà trường, tập trung vào hát then, đàn tính của đồng bào Tày và hát sóng cọ của đồng bào Sán Chỉ. Những tiết học như thế này đã giúp nhiều thế hệ học sinh nảy nở tình yêu, trân trọng di sản mà cha ông để lại. Đối với chúng con thì mỗi ngày đến trường là một ngày vui, và khi đến trường thì chúng con không chỉ được học các môn văn hóa mà bên cạnh đó còn được trải nghiệm thêm những cái hoạt động giáo dục ngoài giờ của các thầy cô tổ chức, như là các lớp học làn điệu dân ca của các dân tộc này, như là hát then. Và đối với chúng con thì những kiến thức này rất là bổ ích, chúng con cảm thấy yêu quê hương, yêu dân tộc của mình hơn ạ. Thời gian vừa qua thì chúng tôi đã cố gắng tham mưu thành lập nhiều câu lạc bộ văn nghệ dân gian và tích cực mở các lớp truyền dạy từ cơ bản đến nâng cao cho các đối tượng học. Và đặc biệt chúng tôi đã phối hợp với phòng giáo dục thực hiện truyền dạy trong nhà trường. Tôi thấy rằng việc phối hợp với phòng giáo dục để truyền dạy trong nhà trường thật sự là hiệu quả. Về đối tượng mình hướng tới là các thế hệ kế cận đã được tiếp thu vốn văn hóa của dân tộc một cách bài bản, khoa học thì hiệu quả sẽ bền vững. Từ chỗ được tạo điều kiện tiếp cận, hiểu rõ ý nghĩa vai trò của di sản tới thực hành biểu diễn, các em học sinh rồi đây sẽ trở thành thế hệ kế cận có trách nhiệm bảo tồn, lan tỏa, phát huy di sản trong tương lai. Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, nước sinh hoạt của người dân 4 xã Khô Hà Đông, huyện Thanh Hà có hiện tượng bị nhiễm mặn. Độ mặn tăng giảm theo thủy triều của sông Thái Bình. Tuyến sông nhà máy nước sạch Thanh Hồng lấy nước mặn để sản xuất nước sạch. Thực tế này đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ở nhiều thời điểm, gia đình ông Phạm Văn Thịnh ở thôn Tú Y, xã Vĩnh Lập đã phải mua nước đóng bình để đun nấu. Lý do nước sạch lấy từ nhà máy bị nhiễm mặn và chỉ dùng cho việc tắm rửa. Gia đình đã tính đến việc phải mua tét để chứa nước mưa nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn. Như nhà mình tính là, nhà mình thì không có đất xây bể, nhưng nhà mình tính là sẽ mua cái tét khoảng độ 2 khối thì hứng nước mưa về để tích trữ dùng, còn nước máy thì cũng có cái bể 3 khối dưới gầm sân rồi. Thì cứ tích vào đấy để nó đỡ mặn thì bơm lên trên nhà dùng. Còn đâu dùng ăn uống thì nhà mình chỉ dùng nước lọc thôi. Nếu mà nước lọc mà cảm thấy mặn quá thì mình dùng nước lọc bình.
Nước sạch cấp cho hơn 5.000 khách hàng tại các xã Thanh Hồng, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thanh Cường thuộc huyện Thanh Hà nhiều lúc có hiện tượng nhiễm mặn, độ mặn cũng thay đổi ở từng con nước thủy triều. Một tháng là có 2 con nước thì cứ nước thủy triều lên là nó rơi vào quá mặn. Thế đến lúc mà cuối chiều thì là nó còn đỡ, nhưng 1 tháng là có 2 con nước, mỗi con nước là 15 ngày. Thì phải rơi ở 10 ngày, là tức là 1 tháng là bằng 20 ngày nước mặn rồi. Chỉ còn có 10 ngày là nước bình thường, còn ví thử như nhà tôi. Thì tôi đi làm suốt ngày. Cho nên là đầu tiên thì là tôi vẫn cứ dùng một cái nước mà qua máy lọc ấy, thì nó còn đỡ. Đến cái hôm mà tôi mới bảo thôi thế thì cứ múc cứ trực tiếp rồi, ôi giời, không ăn được, không uống được. Vào thời điểm 9 giờ sáng ngày 16 tháng 3, mẫu nước thô lấy tại khu vực hạ lưu sông Thái Bình, độ mặn đo được là 0,3 phần nghìn. Độ mặn này không ảnh hưởng đến chất lượng nước, nước sạch vẫn trong ngưỡng an toàn và đủ điều kiện phục vụ ăn uống sinh hoạt của người dân, theo tiêu chuẩn QC01 của Bộ Y tế. Nhà máy vẫn sản xuất và cấp nước bình thường. Tuy nhiên, ở thời điểm độ xâm nhập mặn cao khi thủy triều lên, nhà máy sẽ phải dừng sản xuất. Qua theo dõi, năm nay cường độ và thời gian nước sông nhiễm mặn cao hơn khoảng 15% so với năm trước. Nhà máy nước Thanh Hồng đã phải dừng sản xuất 120 giờ. Với những ngày triều cường, thì cái độ mặn thường là nó tăng cao vượt quy chuẩn, thì chúng tôi phải dừng nhà máy, và có những ngày chúng tôi phải dừng từ 5 đến 7 giờ. Chúng tôi thường xuyên quan trắc, kiểm tra cái độ mặn của nước nguồn. Trong trường hợp độ mặn của nước nguồn nó giảm xuống đến giới hạn cho phép, thì chúng tôi lại tiếp tục hoạt động và thông báo cho nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp chủ động lấy nước để sinh hoạt và sản xuất. Trong một văn bản chỉ đạo mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Đài khí tượng Thủy văn, các công ty khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Kinh Môn thường xuyên theo dõi dự báo cảnh báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn, thông tin kịp thời hướng dẫn chỉ đạo sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước, không lấy nước khi độ mặn vượt mức cho phép. Nước sông bị nhiễm mặn đang không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân 4 xã khu Hà Đông, huyện Thanh Hà, mà còn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương khác trong tỉnh. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về việc tiếp cận vốn cho lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 5 năm giai đoạn 2024-2028 và những năm tiếp theo. Kế hoạch xác định mục tiêu tổng quát là phát triển quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo hướng toàn diện phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường, phấn đấu đưa quỹ trở thành tổ chức tài chính vững mạnh, đồng thời tăng quy mô nguồn vốn và mở rộng hoạt động, đảm bảo các đối tượng trong diện vay vốn được tiếp cận bình đẳng, minh bạch và vốn được sử dụng đúng mục đích. Theo lộ trình, vốn điều lệ của quỹ sẽ được nâng từ 20 tỷ đồng hiện nay lên mức 30 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 50 tỷ đồng vào năm 2030. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn khoảng 80%, dư nợ cho vay trung hạn khoảng 20%. Thông qua việc hỗ trợ vốn, phấn đấu nâng số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt khá chiếm từ 60 đến 70% trên tổng số hợp tác xã toàn tỉnh. Hiện nay, số lượng chó mèo chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn rất lớn. Nguy cơ bệnh dại xảy ra và gây nguy hiểm với người là rất cao. Tỉnh Lạng Sơn đã phát sinh 6 ổ dịch bệnh dại tại các huyện Bắc Sơn, Cao Lộc, Văn Quan. Một trong những nguyên nhân là tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại còn rất thấp. Toàn tỉnh có hơn 129.000 con chó mèo, nhưng tỷ lệ tiêm phòng mới chỉ đạt 35%. Dại là bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm, người mắc bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao, một khi đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong là 100%. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng gấp đôi so với cả năm ngoái. Trong khi đó, công tác quản lý chó mèo tại một số địa phương còn chưa được chú trọng. Để giảm thiểu và tiến tới không còn người tử vong vì bệnh dại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại. Trong đó cần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo. Người dân cần lưu ý quản lý chặt chẽ vật nuôi của mình, đeo dọ mõm cho chó mèo khi ra đường. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Tổng cục Thống kê cho biết cơ quan này sẽ tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024. Thời gian điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4. Cuộc điều tra sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp nhằm thu thập thông tin về 7 nội dung chính. Mục đích chính của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách,
lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030. Giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát điều chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024. Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đầu mối kinh doanh phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử. Văn bản nêu rõ tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành địa phương trong tháng 3 và thời gian tới đây tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tính đến ngày 26 tháng 2, toàn quốc đã có hơn 7.500 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định. Cơ quan công an các địa phương mới đây đã có khuyến cáo về tình trạng các đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu người dân tải phần mềm dịch vụ công trực tuyến, giao diện gần giống với ứng dụng thật. Thực tế đã có nhiều người đã tải về, thực hiện các thao tác và bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng. Để phòng tránh chiêu lừa đảo trên, người dân cần chú ý 4 bước phòng tránh. Cảnh giác trước các cuộc gọi tin nhắn lạ, đặc biệt là liên quan tới cán bộ của các cơ quan nhà nước. Không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại. Tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Không nên lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại. Thường xuyên cập nhật các phương thức thủ đoạn của tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cho người thân, mọi người xung quanh phòng ngừa. Chương trình Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.